Chiến tranh đã lùi xa, nhưng tại rất nhiều địa phương ở Quảng Trị và Quảng Ngãi, người dân vẫn coi việc dò tìm phế liệu chiến tranh là một nghề để kiếm sống. Dẫu biết rất nguy hiểm, nhưng nhiều người vẫn tìm đến với công việc này vì cuộc sống mưu sinh. Giống như nhiều người dân khác ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, ông Khương đã làm công việc này từ nhiều năm nay. Mặc dù đã 60 tuổi, nhưng ngày nào ông cũng dậy từ 5 giờ sáng để vào rừng. Trên tay là công cụ lao động tự chế thô sơ. 5 giờ sáng, là vô làm đấy là từ 3 giờ tới đó. Còn nguy hiểm nhé. Thì đi chứ, vì nói chung cũng có nghề phải đi ra, kiếm tiền mà mua gạo mà ăn. Kiếm tiền mua gạo để về chi phí cho con cái nữa. Còn chị Cao Thị Thương ở xã Cam Tuyền đã bỏ nghề dò tìm phế liệu từ nhiều năm nay sau khi tai nạn ập đến với gia đình. 10 năm trước, vợ chồng chị cũng làm nghề dò tìm phế liệu để kiếm sống. Tuy nhiên, chính những quả bom, vỏ đạn mang lại nguồn thu nhập cho gia đình chị lại là kẻ sát nhân cướp đi chồng chị khi đào trúng một quả bom bi trong rừng. Đến giờ ngồi nghĩ lại, chị chỉ ước một điều, giá như trước đây nhà mình không làm nghề này. Hai vợ chồng đi ra mà con đi bỏ ở nhà mẹ nuôi, đi làm thì liền bỏ mình về để sinh sống nuôi con. Nhưng mà hôm nay bị bom bi nổ chết tại trên rừng luôn. Mà khi nửa giờ ba con đang sống đem về, giờ một mái đi mình đi ra cũng biết chỉ giữ đất á, mà lỡ cuộc dâm đàn thì giống như chồng mình thì ai nuôi con. Bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh thường nằm sâu dưới lòng đất, dưới ao hồ sông suối, hay chúng có thể nằm lộ thiên trên mặt đất. Thi thoảng ở đâu đó lại trục vớt được những quả bom cỡ lớn ngay trong khu vực dân sinh. Đó là mối đe dọa cho mỗi người dân hàng ngày. Những bom mìn với hình thù lạ mắt nhưng lại rất quen thuộc với những người đi dò tìm phế liệu. Mặc dù chúng được vùi lấp nhiều năm, rỉ sét, cũ kỹ, tưởng chừng như vô hại, nhưng ẩn trong nó một sự tàn phá khủng khiếp. Cũng sợ thì sợ nhưng mà cũng phải làm thôi. Cho nên đất cũng có, lao động thì mình nói để lao động mà kiếm sống hàng ngày. Tất cả những trường hợp như ông Khương, ông Quý và bà Thương thực ra chỉ là ba trong nhiều hộ dân được coi là sống chung với bom mìn vật nổ hàng ngày. Đa phần, những người dân hiền lành có ít kiến thức về phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ khiến họ có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Việc để mỗi người dân ở những nơi như thế này có kiến thức trong công tác phòng tránh bom mìn vật nổ là việc làm cần thiết và cấp bách của các cấp các ngành đã và đang vào cuộc để nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân. Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam, gọi tắt là VNMAC, trong khuôn khổ dự án Hành động mìn vì làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Hội nghị đã tập trung thảo luận, trao đổi bàn các biện pháp để triển khai nhiệm vụ giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn. Qua đây, thống nhất phương pháp truyền thông, xây dựng mạng lưới giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho cộng đồng dân cư và các cháu học sinh bậc tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế, tập trung vào 4 trong 5 trụ cột của hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, bao gồm điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn và tăng cường năng lực quản lý quốc gia trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn. Trong đó sẽ tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến ô nhiễm bom mìn tại các cộng đồng bị ô nhiễm bom mìn nhằm tăng cường an toàn cho người dân, đồng thời đưa ra các giải pháp xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội và nguồn sinh kế bền vững. Và hiện nay thì cái mục tiêu của dự án nó thể hiện cái giá trị nhân văn rất là cao cả, và đây là một cái dự án nhân đạo nhằm đạt được các cái mục tiêu giải phóng được 15.000 hectare đất, mang lại cái mảnh đất sạch, không còn ô nhiễm bom mìn để cho người dân phát triển kinh tế xã hội. Cái mục tiêu thứ hai là tăng cường cái giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn ở tại 3 tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định. Cái mục tiêu thứ ba là xây dựng được cái làng hòa bình, các cái nhà chống lũ để cho người dân. Cái thứ hai nữa là cái nông nghiệp thông minh
Cái thứ ba là hỗ trợ các trạm y tá để kịp thời chữa bệnh cho người dân ở tại ba tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Bình Định. Đồng thời đã hỗ trợ cho Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam nâng cao được cái năng lực về thực thi pháp luật, xây dựng cái hỗ trợ cho trung tâm, xây dựng cái pháp lệnh, cái bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn, rồi cái chiến lược phòng tránh tai nạn bom mìn, và quyết tâm là đến hết năm 2025 là không còn là tai nạn bom mìn trên phạm vi toàn quốc. Hiện nay, theo thống kê, có tới hơn 30% số vụ nổ xảy ra là do người dân phát hiện bom mìn rồi đào bới và đem về nhà cưa cắt để lấy thuốc nổ và phế liệu đem bán. Rõ ràng, bên cạnh công việc giả phá thì công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân cũng như việc kết hợp các chính sách xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm nâng cao đời sống của người dân là rất quan trọng.